Hình ảnh ghi lại được cho thấy, dù chủ nhà đã giăng bẫy kín hết lối đi nhưng chú chuột nhỏ vẫn kéo tất cả sang một bên để thuận đường qua lại. Chứng kiến và xử lý cực thông minh của chú chuột tinh quái, nhiều người đã không tin vào mắt mình. Có lẽ chủ nhà cũng phải té ngửa khi bắt gặp cảnh tượng khó tin này. Đám cưới khủng ở Bắc Ninh với chuyện tình của anh chàng đầu bếp và cô tiểu thư, rước dâu bằng Maybach 15 tỷ, sảnh đón dâu 30 tỷ. Mới đây, đám cưới sang xịn mịn của Kim Ngọc và Phương Thảo ở Bắc Ninh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Decor không gian tiệc cưới như một lâu đài cho... Huh?